Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, Đỗ Quang Vinh, sinh năm 1993 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một tác giả trẻ tiềm năng, đã có nhiều tác phẩm ghi được dấu ấn cá nhân trên văn đàn, tiêu biểu như Tiểu Thuyết biến mất các chuyện dài vết cắt vùng mơ tập truyện ngắn mèo tập thơ thờ ơ ngoài ra còn có nhiều chuyện ngắn và bài thơ in trên các tạp chí văn nghệ quân đội sông hương viết và đọc vân vân Đỗ Quang Vinh đoạt giải truyện ngắn năm 2016 của tạp chí Văn nghệ Quân đội với hai chuyện Đồng xanh ngoài cửa và Con voi nuốt cái vòi tự tử. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu với các bạn truyện ngắn Con voi nuốt cái vòi tự tử của tác giả Đỗ Quang Vinh. Chúng ta cùng theo dõi. Ngay khi bước lên cái bục trên sân trường, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra hình ảnh con voi trong sở thú phải rồi con voi nó là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện mọi âm thanh bỗng trở nên vô nghĩa ngay cả bài phát biểu của tay dẫn chương trình tôi nhìn cái lưng của kẻ đứng trước một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đi những bước như một con nai con đang nhún nhảy tôi quay ra sau lưng không còn ai nữa tôi là kẻ cuối cùng ngu ngốc tôi lại nghĩ về chuyện con voi hẳn cũng phải nửa năm rồi kể từ lúc ấy nhưng ký ức vẫn còn tươi mới tựa ngày hôm qua đó là một buổi sáng cuối tuần như thường lệ tôi lại hẹn hò với đàn hôm ấy chúng tôi cứ lòng vòng ngoài đường hao phí xăng mà chẳng dừng ở đâu nếu chỉ có một mình thì tôi đã lang thang như vậy mãi đi hết con đường này đến con đường khác nhưng vì có nàng phía sau nên tôi phải rẽ vào đâu đó. Trên hành trình này, sự vô định không được chấp nhận. Nó chỉ đem tới mệt mỏi và chán nản. Vừa chạy, tôi vừa ngó quanh tìm một nơi dừng chân vào. Công viên thì đông nghịt người qua kẻ lại. Những quán cà phê đều rông giống nhau và chúng tôi cũng đã ngán đến tận cổ. Thành phố bỗng nhiên thu nhỏ lại và ánh nắng trên đầu trở nên gay gắt. Một buổi sáng ồn ào và đầy khó chịu, xe buýt bấm còi inh ỏi xả khói đen mù che phủ tầm nhìn và sộc vào sống mũi. Ai cũng có vẻ nóng vội bực mình. Mắt tôi cay xè nheo lại. Nàng ngồi im lặng phía sau xe, đôi tay nhỏ nhắn ấp hờ vào eo tôi. Đi đâu giờ hả em? Tôi hỏi nàng, gần như gào trong tuyệt vọng lên khi dừng lại ở ngã tư. Ừ, không biết. Nàng nói nhẩn nha. À, hay là đi sở thú đi anh, lâu rồi em chưa vào đó. Sở thú? Tôi lặp lại, gào lên vì ngạc nhiên. Có gì ở đó? Ừ thì mấy con thú, không lẽ cứ chạy ngoài đường hoài? Vậy là chúng tôi đến sở thú, gửi xe rồi mua vé giá đã tăng lên hơn 50% kể từ khi tôi vào đó hồi 10 tuổi. Tôi chặt lưỡi. Cũng phải thôi, hơn 10 năm rồi còn gì. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra kể từ hồi ấy khủng hoảng kinh tế, lạm phát, giá dầu tăng cao, đạo đức băng hoại xuống cấp, mất lòng tin vào xã hội, Internet bùng nổ, tỷ lệ béo phỉ gia tăng, bùng nổ dân số, đói nghèo ở châu Phi, chiến tranh ở Trung Đông và Bắc Triều Tiên lại thử tên lửa. Khi nghĩ về tất cả những chuyện ấy, tôi cảm thấy việc tăng giá vé cũng chẳng đáng là bao. Anh đang nghĩ gì vậy? Nàng nhìn tôi trao mày. À, không có gì, chuyện vớ vẩn thôi. Sở thú ngày cuối tuần tràn ngập trẻ con, chúng đi lại hò hét choán đầy cả không gian. Lũ trẻ chiêu chọc lũ động vật bên trong chuồng, chụp ảnh rồi đòi hỏi đủ thứ, khiến các bậc cha mẹ cuống quýt gào thét đáp lại. Bãi cỏ đầy những tấm bạt được trải ra nơi các gia đình tề tự ăn uống nói cười, inh ỏi. Giác nằm nghẹt trong thùng và tràn ngập những lối đi rõ ràng sở thú đã trở nên quá tải vào hôm nay. Trong khi ấy, các con vật lại nằm trầm ngâm với vẻ chán nản. Ở trong chuồng, chúng thừa thải không gian để nằm, đứng hoặc đi lại. Năm sáu con đời ươi nằm dài dưới bóng một cái cây chết khô ngáp vạt. Bảy cá sấu lên bờ há miệng sưởi nắng và một con hổ cuộn tròn mình trên bãi cỏ nheo mắt nhìn xa xôi thật lạ thường khi thấy bọn thú vật bình tĩnh hơn con người ở chốn này. Có lẽ chúng đã quen với tiếng ồn, sự cầm tù hay những bầy người đủ màu sắc sặc sỡ kích động khi thấy mình. Trong lúc ấy, nàng kéo tôi qua một cái chuồng thú khác. Cũng có vài cặp đôi như chúng tôi ở nơi này, lang thang với vẻ hớn hở. Họ thì thầm nói với nhau rồi cười khe khẽ. Không gian nặng nặc mùi thức ăn rác rưởi không có mùi của thú vật, chỉ toàn mùi của con người. Tôi nhăn mặt, nàng đang huyên thuyên điều gì đó, mọi thứ quyện vào nhau trong cảm giác khó chịu. Đi một vòng, chúng tôi dừng lại ở chuồng voi, cái chuồng lớn nhất dành cho con vật lớn nhất trong cái sở thú, một cặp voi châu Á. Một con đang thơ thẩn đi lại, còn một con thì nằm im như đang ngủ. Cạnh chúng là một cái hồ nước với những đám bèo nho nhỏ, nhỏ. Dĩ nhiên, lũ voi là ngôi sao ở đây. Trẻ con tập trung quanh chuồng voi rất đông. Nhiều bàn tay cầm điện thoại đang chụp những tấm hình. Tôi nghiêng đầu nhìn chúng. Ngoài đời thực, voi không đến mức đồ sộ như trên tivi Đúng hơn, cặp voi có vẻ nhỏ bé trước quang cảnh trong sở thú. Bộ da xám xịt và kích thước của chúng khiến tôi âm thầm thất vọng. Lần cuối cùng em thấy voi là khi nào? nàng lắc đầu tay cầm ly nước ngọt em không nhớ cũng lâu rồi một lần em thấy voi diễu hành ngoài đường khi có một đoàn siếc thú biểu diễn gần đó nhưng hình như mấy con này hơi nhỏ em nhớ con voi đó lớn hơn nhiều tôi gật gù hẳn là trí tưởng tượng của chúng tôi đã cường điệu kích thước lũ voi lên con người thường cường điệu mọi thứ trong trí nhớ mình thành những chiều kích khác ký ức cũng như một bộ phim được biên tập, chẳng đáng tin cậy làm bao. Người ta chỉ nhớ hay nghĩ cái mà mình muốn, dù vô thức hay hữu thức. Cũng có thể mấy con voi thật sự to lớn khi đi lại trong một cánh rừng hay đứng gặm cỏ trên một khoảng đồng trống, nhưng ở đây với bốn bức tường, một cái hồ nông và những đứa trẻ đứng xung quanh thì cũng bình thường thôi, nếu hai con voi bị thu nhỏ lại tôi và nàng lại gần hàng xào mắt cáo hơn. Con voi đang nằm đứng dậy một cách thong thả. Cơ thể to lớn của nó cử động uyển chuyển và nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động nào. Con voi đi đến giữa chuồng, nó vươn vòi ra rồi giống lên một tiếng đinh tai nhức óc như để thu hút sự chú ý. Những cặp mắt lập tức đổ dồn về nó, thế rồi con voi bắt đầu cuộn cái vòi của mình lại rồi nhét vào miệng giống như đang biểu diễn một trò ảo thuật cái vòi khéo léo di chuyển vào khoang miệng đang há to ra hết cỡ trong khoảnh khắc ai cũng hiểu đây là một sự lạ họ ồ lên khiến mọi người gần đó chú ý và kéo lại ngày càng đông như chẳng hề quan tâm đến xung quanh con voi vẫn tiếp tục nốt cái vòi của chính mình cả sở thú như dồn lại cái chuồng voi. Tôi và nàng bị ép sát vào hàng rào mắt cáo bởi sức nặng của hàng trăm con người hiếu kỳ. Những cái điện thoại được rút ra quay phim chụp hình quang cảnh lạ mắt. Con voi cứ thế nuốt lấy nuốt để cái vòi của chính mình, thọc nó ngày càng sâu hơn vào cổ họng có thể thấy rõ cái vòi khổng lồ đang di chuyển bên dưới lớp da xám ở cổ nó như một con trăn đang trườn chậm rãi mắt con voi trợn ngược lên như ngộp thở và từ trong cổ họng của nó những tiếng ho phát ra trầm và dữ dội như tiếng trống nhân viên sở thú mở cổng chuồng bước vào năm người đàn ông hò hét nhau cố gắng ngăn sự việc lại nhưng ngay khi họ vừa vào thì con voi đã đổ xuống đền cỏ sức nặng của nó làm mặt đất rung chuyển. Cặp chân voi run run, nó học lên những tiếng cuối cùng dữ dội và khủng khiếp hơn mọi âm thanh tôi từng nghe thấy trên đời. Đôi mắt khổng lồ gần như lồi ra khỏi tròng. Rồi con voi nằm im không cụ cựa nữa. Cả đám đông chết sững vì quang cảnh trước mặt. Tất cả diễn ra quá nhanh có lẽ chỉ trong vòng ba phút đồng hồ. Sự dã man tàn bạo khiến họ ngớ người. Những nhân viên sở thú cố gắng kéo cái vòi, giờ đã chui hẳn vào miệng con voi. Khi họ lôi ra được cái vòi voi xám xịt dính đầy nước dãi và máu ra thì con voi đã chết từ lâu. Lũ trẻ con bắt đầu khóc và đôi mắt mở to ngơ ngác người lớn thì kinh hoàng kéo chúng đi xa. Tôi nhăn mặt, bịt mũi nhìn con voi còn lại. Nó đứng im nhìn đồng loại của mình nằm xuống. Chẳng biết là kinh hoàng hay rừng rưng mặc kệ. Mình ra khỏi đây đi anh. Nàng giật giật tay tôi thì thầm. Ừ. Ờ. Chúng tôi đi nhanh ra bãi giữ xe. Nắng vẫn ong ong trên đầu và đường phố vẫn đông nghịt xe cổ. Em muốn đi đâu nữa không? Thôi, để hôm khác vậy. Ờ, để hôm khác nhé? Tôi liếc nhìn nàng qua kính chiếu hậu, rồi nhìn tới bàn tay mình, nó đang khe khẽ run giữa buổi sáng nóng như đổ lửa. Về nhà, tôi đóng cửa lại rồi nhảy lên giường. Chùm chăn tôi cuộn trọn người lại, xung quanh tôi phủ đầy bóng tối, hình ảnh con voi chết vẫn hiện rõ trong đầu cái chết ấy như một biểu tượng tôi thấy bụng quặn lại cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng rõ ràng là con voi đã tự tử nó biểu diễn cái chết giống như một trò tiêu khiển cho đám đông bên ngoài hay đó là sự chống đối liệu một con voi có hiểu thế nào là chống đối toát mồ hôi hột tôi nhắm nghiền mắt cơn run bắt đầu dữ dội hơn. Tôi cắn môi choàng tay ôm hai đầu gối lại. Ánh sáng bên ngoài hắt vào xuyên qua tấm chăn, biến thành những đốm sáng đủ màu lập lòe. Tôi nhắm mắt lại, và chúng như trải ra rộng hơn, những sắc màu loãng dần rồi hòa trộn vào nhau, kết thành một khối lùng bùng trong trí não. Có những ngày tôi đến giảng đường, điểm danh rồi lẻn ra giữa tiết đi lang thang khắp nơi tôi không ra khỏi khuôn viên trường đại học bởi ở bên ngoài chẳng có nơi nào mà tôi muốn tới thế nên tất cả những gì tôi làm là đi hết hành lang này tới hành lang khác đôi khi tôi gọi cho nàng chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau toàn những thứ vô thường vô phạt khi nàng bận tôi lại lang thang một mình ngắm bầu trời và những đám mây vào những phòng học vắng tanh nằm dài trên bàn nhìn cái quạt trần xoay tròn trên đầu ngồi trên băng ghế đá ở cái sân vắng tanh được quây quanh bởi bốn dãy nhà. Mảnh lưới cầu lông cũ kỹ nằm trơ trọi trên hai cây cọc rỉ sét. Nắp cống tranh vênh để lộ ra những đường ống khô cạn và phủ đầy rêu xanh. Đôi khi vài chồi nấm nho nhỏ mọc lên đầy màu sắc. Có lúc mưa vào buổi chiều và chúng như dài vô tận gió rít giữa khoảng trống của tòa nhà và thành phố chìm ngập trong màn mưa khi tôi đứng ở lầu bảy nhìn ra và rồi tôi cảm thấy chỉ có ở trong khuôn viên trường đại học khi trốn tiết để lang thang mình mới có tự do đích thực ngoài kia mọi hành trình đều cần đến đích nhưng ở chốn này lại không đòi hỏi điều ấy thỉnh thoảng trong lúc tôi đang lang thang ông hiệu phó bạn của cha lại gọi tôi lên văn phòng nằm trên tầng 5. Đó là một người đàn ông mập mạp, da mặt chảy xệ và nhợt nhạt như bị phù thủng. Đầu hói, đôi mắt cá chết lờ đờ và bộ râu lờm trở màu muối tiêu. Lúc nào ông ta cũng ngồi ở cái bàn có bảng tên của mình, mặc sơ mi tay dài màu trắng và thắt cà vạt đỏ. Xung quanh ông ta là những chồng tài liệu và hai cái tủ hồ sơ nằm sát tường, một chậu cây giả đặt kế cửa sổ căn phòng luôn được ấp trong hơi máy lạnh cửa ra vào nằm khuất sau một chỗ ngoặt của hành lang và lúc nào cũng đóng kín không bao giờ tôi thấy ông hiệu phó ở trên sân trường đến phòng họp tham gia một hoạt động nào ông ta hình như luôn ở đây tựa như một sự sắp đặt không thể thay thế hay dịch chuyển cứ như người đàn ông này được cố định mãi mãi ở vị trí này trong bộ quần áo ấy ông ta không muốn và cũng không thể ra khỏi chỗ ngồi của mình mỗi khi thấy ông hiệu phó tôi lại liên tưởng tới một kiểu ân sủng của cuộc sống hoặc lời nguyền tai ác nào đó tôi đã hứa với cha cậu sẽ nhận cậu vào học bất kể thành tích ông ta luôn bắt đầu như thế giọng điệu đều đều lãnh đạm cây ghế được xoay nghiêng qua một bên cả cơ thể ông ta dựa vào lưng ghế một cách uể oải chân gác lên bàn mắt không nhìn tôi mà ngó ra khung cửa sổ và khi đủ ba năm thì tôi sẽ cho cậu ra với một tấm bằng loại trung bình cũng không cần biết thành tích nhưng mà chỉ có một yêu cầu thôi cậu phải đến lớp đầy đủ đừng nghỉ quá số buổi quy định nếu cậu không học đủ số tiết thì tôi cũng bó tay chúng ta hãy hợp tác với nhau được chứ ngay từ lần đầu tiên nghe những lời này tôi đã nhận ra người đàn ông này chẳng hề quan tâm tới bất cứ điều gì ông ta nói với tôi nhưng tôi vẫn cứ gật đầu như cái máy chúng tôi trao đổi với nhau như để hoàn thành một thứ thủ tục phiền hà cần phải có trong xã hội cái gì cũng có giới hạn đó là cách ông ta kết thúc một lời cảnh cáo yếu ớt và chẳng hề thực tâm thôi giờ cậu ra ngoài được rồi cuộc trao đổi chỉ có bấy nhiêu ông hiệu phó phẩy tay và tôi bước ra ngoài không quên khép cửa lại đôi khi tôi đứng trước cửa thật lâu chờ ông ta bước ra ngoài hoặc có người muốn vào bên trong tôi nghĩ rốt cuộc rồi mình sẽ làm phiền được ai đó làm cho họ khó chịu vì cứ đứng lù lù trước cửa nhưng chẳng ai cần vào hay ra khỏi căn phòng ấy nó bị bỏ quên hay đúng hơn được lờ đi một cách lịch sử chuyện con voi tự tử trong sở thú trở thành một hiện tượng ai cũng bàn tán về nó trên mạng trên báo trên tv mọi người đều nhắc tới con voi chết người ta lên án sở thú và sở thú cũng trở nên nổi tiếng mọi người kéo đến đó chỉ để thấy cái chuồng voi trống rỗng chụp ảnh thắp nến đặt những bó hoa cầu nguyện và chửi rủa cố vớt vát chút dư âm còn sót lại của sự kiện mà mình đã không được chứng kiến cả đất nước lao vào một cơn sốt mới cơn sốt về con voi một sáng cuối tuần bỗng trở nên giờ chứng đòi chết trước bản dân thiên hạ con voi anh hùng con voi đáng thương con voi có tình người rất nhiều thứ được gán cho một con vật đã chết con voi đã trở thành một thứ biểu tượng anh vẫn nghĩ về chuyện con voi tôi nói với nàng qua điện thoại khi đang ngồi trong giảng đường đừng có nhắc tới chuyện đó nữa thật là gớm ghiếc nàng gắt anh thì lại thấy nó đẹp một kiểu phản kháng nó có mọi thứ nó cần nhưng lại chọn cái chết Thôi thôi mà, đủ rồi, em gặp ác mộng mấy đêm nay rồi. Vậy à? Nàng im lặng một lúc rồi cúp máy. Hình như tôi đã làm cho nàng khó chịu. Nhét điện thoại vào túi tôi ngáp vặt. Mày đã xem cái này chưa? Một thằng bạn từ đâu chạy lại trước mặt dúi màn hình điện thoại của nó vào mặt tôi. Tôi nhìn quanh giảng đường đầy những gương mặt xa lạ đang ngồi nói chuyện, gãi gãi chán rồi lại nhìn cái màn hình điện thoại thằng bạn xem cái gì con voi nuốt cái vòi tự tử con voi nuốt cái vòi tự tử à tôi lặp lại rồi cười khô khan mấy tiếng nghe như chuyện hài đúng đúng mà thì hài thế nó cười hớn hở rồi chạm ngón tay vào màn hình ai đó đã quay lại toàn bộ sự việc hết sức rõ ràng từ đầu đến cuối tôi trao mày xem cái chết của con voi một lần nữa nhưng lần này chẳng có gì đáng sợ tiếng những người xung quanh đã át hết âm thanh của con voi họ xì xào bàn tán ngạc nhiên rồi kinh hoàng cái chết trong điện thoại diễn ra như một vở hài kịch con voi gục xuống và đám đông reo lên chẳng biết là kinh hoàng hay hân hoan mọi thứ đều bị làm cho sai lệch và méo mó lần đầu tiên tôi nhận ra có những thứ chỉ chứng kiến tại chỗ người ta mới hiểu được bùi vị âm thanh hình ảnh trong đoạn ghi hình này chẳng có gì cả nó trống rỗng như một bản photocopy của bức tranh sơn dầu không thể cảm nhận được những lớp màu quét chồng lên nhau không có cảm xúc của họa sĩ khi vẽ chỉ có một dãy hình ảnh đều đạn vật đồng nhất trải ra nhạt nhẽo thằng bạn tôi cười ngặt nghẽo khi xem xong đoạn phim nó vỗ vỗ vào vai tôi cái này là đồ giả thôi tôi thì thầm giả gì mà giả báo chí đang ầm ầm lên kia kìa mày xem thứ này bao nhiêu lần rồi nó xoa xoa cầm chắc là năm sáu lần gì đó nếu mày mà có ở đó thì mày sẽ không muốn xem lại và cũng chẳng thấy gì buồn cười nên cái này là đồ giả thôi mày mày cứ nói như là mày ở đó nhảm nhí tôi giật cái điện thoại trên tay thằng bạn tua lại đoạn phim ngay hàng ghế đầu của sân khấu tôi chỉ vào lưng mình trên màn hình mày bỏ lỡ vở diễn rồi nói xong tôi đứng lên rẽ dòng người đông đúc trên hành lang tôi chạy vào nhà vệ sinh lần này là nôn thực sự. Cả bữa sáng trôi tuột ra khỏi cổ họng và nằm trên bồn cầu bốc mùi tanh tưởi. Dựa lưng vào tường, tôi nhìn cái cửa lùa trên cao. Một mảnh trời xanh đang phản chiếu bên ngoài. Bỗng nhiên tôi tự hỏi, nó có thực hay chỉ là một hình ảnh được ghi lại, giống như người ta ghi hình con voi chết trên máy quay rồi nghĩ rằng nó sẽ truyền tải được cái gì đó thật là ngu ngốc tôi ở lì trong phòng vệ sinh cho tới khi vào tiết mới mò ra ngoài ngồi trên băng ghế đá gần bảng thông báo tôi gọi cho nàng lần nữa điện thoại đổ chuông mãi mà chẳng ai bắt máy mọi thứ chìm trong tĩnh lặng tay giữ xe ngồi trước cổng gác một chân lên cái ghế nhựa cũ kỹ chẳng biết hắn đang nghĩ gì nhưng dáng vẻ đầy tư lự tôi không còn muốn lang thang nữa cũng không muốn vào lại giảng đường nghe những lời vô nghĩa mọi thứ dường như đã biến mất cả quá khứ tương lai lẫn hiện tại bỗng nhiên ngay cả sự vô định cũng không còn tôi thấy cả con người mình như đang dần bốc hơi khỏi thực tại này thở dài ngán ngẩm tôi bước lên cao từ đây có thể thấy khung cửa sổ của phòng hiệu phó chắc hẳn ông ta vẫn đang ngồi gác chân lên bàn rồi nhìn ra bên ngoài từ văn phòng của mình trong sự nhàn rỗi gần như vĩnh viễn ông ta buông thả cơ thể một khối thịt đồ sộ trên cái ghế xoay bọc ra êm ái thật khó có thể tưởng tượng ra một khung cảnh khác sáu tháng nữa là mày tốt nghiệp đúng không cha hỏi tôi trong bữa cơm ông liếc nhìn tôi từ đầu bên kia của chiếc bàn đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính lão tôi phản đối một cách yếu ớt con còn chưa thi nữa mà chưa chắc được đâu có bằng rồi thì chú ba sẽ lo được cho mày việc làm cha phớt lờ câu nói của tôi sắp xếp hết rồi chỉ cần bằng đại học mà bằng gì cũng được vào làm chung với chú mày thì tương lai bảo đảm. Trước ba sắp xếp cho chú, giờ tới chú sắp xếp cho mày. Cứ làm ở vị trí đó yên ổn cả đời, không tranh giành với ai mà cũng không ai tranh giành được với mình." Đặt chén cơm trên tay xuống, tôi nhìn cha, gương mặt ông chẳng biểu lộ một cảm xúc nào. "Vậy là sau này con cũng sẽ phải sắp xếp cho ai đó à?" bình thường thôi người trong nhà thì phải lo cho nhau nhiều người muốn mà không được đó chứ mẹ tôi tiếp lời nhiều người không muốn mà vẫn cứ được tôi vặn lại nhếch mép sau này thì từ từ mày sẽ hiểu cha nói với giọng kẻ cả của người bể trên và đã từng trải muốn hay không muốn cha có gì quan trọng hết ổn định là tốt nhất bữa cơm lại tiếp tục trong sự ổn định vĩnh viễn của nó đã năm ngày sau vụ con voi nàng không trả lời điện thoại của tôi khi tôi tới tìm thì nàng không có ở nhà không phải là cãi nhau càng không phải chia tay có lẽ chúng tôi cần thời gian ở một mình sắp xếp lại mọi thứ cuối tuần tôi lại đến sở thú nhưng lần này chỉ một mình trời đầy mây u ám, mọi thứ chìm ngập trong tông màu xám buồn tẻ. Tất cả có vẻ bị kéo xuống chậm lại và tĩnh lặng hơn khi nắng không xuyên qua được lớp mây dày trên đầu. Mua vé vào cổng, tôi đi thẳng tới chuồng voi. Hôm ấy tôi mặc áo khoác dày, đội mũ lưỡi chai và đeo kính mát. Trong thâm tâm, tôi sợ có ai ở đây nhận ra mình đã đứng trong đám đông hôm trước. Một nỗi sợ hãi vớ vẩn không duyên cớ gì. Cái chuồng voi trống rỗng, một tấm bảng mới được treo lên thông báo chuồng hiện tại tạm ngừng hoạt động vì nguyên nhân khách quan. Tôi nhìn quanh, không thấy ai tới thăm hay tưởng niệm gì. Dưới đất, vài bó hoa đã héo nằm vương vãi khắp nơi chưa có ai dọn dẹp. Chúng bốc lên mùi của thực vật đang thối rữa. Vùi tay vào túi áo khoác, tôi nhìn bãi cỏ qua lớp hàng rào không thấy gì còn sót lại của cái chết vừa diễn ra tuần trước. Cái xác, máu và nước dãi đã được dọn sạch. Chỉ có những khoảng trống, có lẽ đó là dấu vết duy nhất mà cái chết thật sự để lại. Những khoảng trống nhất thời không thể lấp đầy. Một người đàn ông già đua và đen đúa bước vào chuồng voi ông ta mặc đồ của nhân viên sở thú, lúi cúi quét lá vàng rụng trên đám cỏ xanh. Bác ơi, bác ơi! Tôi kêu, tự nhiên tôi muốn hỏi về con voi hôm trước. Người đàn ông ngước lên nhìn tôi, những nếp nhăn in hẳn khắp mọi nơi trên khuôn mặt. Ông ta đứng chơi ra một lúc rồi lại cúi xuống làm tiếp công việc của mình. Tôi kêu thêm mấy tiếng nữa nhưng ông ta cứ tảng lờ đi. Có lẽ ông ta đã quá mệt mỏi với những câu hỏi của các vị khách về con voi trong mấy hôm nay hoặc ông ấy đã luôn vô tâm như thế lạnh lùng làm việc của mình thở dài tôi quay ra bãi giữ xe tay vẫn vùi vào túi buổi chiều trời đổ mưa tôi về nhà chui vào phòng khóa cửa lại nằm trên giường tôi lên mạng tìm hiểu về con voi đã chết tin bài la liệt khắp nơi mọi người đều bàn tán về vấn đề này và họ bỏ công sức điều tra mọi thứ đến nơi đến chốn thật đáng sợ khi đám đông quyết tâm làm điều gì mọi ngóc ngách đều được đào xới người ta lật tung tất cả lên để đạt được cái mình muốn chút thông tin để làm thỏa mãn cơn khát không bao giờ chấm dứt hóa ra con voi chết thuộc thế hệ voi thứ ba sinh ra và lớn lên trong sự nuôi nhốt ông bà nó bị bắt ngoài thiên nhiên rồi bán cho một sở thú cả cha mẹ con voi đều sinh ra trong một sở thú bên pháp rồi sau đó tới lượt nó được tặng cho sở thú trong thành phố trong dịp tổng thống pháp tới thăm như một hành động thể hiện tình hữu nghị trải qua ba thế hệ con voi đã mất khả năng tồn tại ngoài thiên nhiên hay hòa nhập với các con voi khác voi sống theo bầy nhưng những con voi trong sở thú lại luôn đơn độc tôi nhìn ảnh con voi khi nó mới một năm tuổi mưa rào rào bên ngoài cửa sổ mọi thứ chìm trong một lớp màn trắng xóa lại cảm giác đó cơn buồn nôn trào lên cổ họng tay dẫn chương trình nhường lời lại cho hiệu trưởng. Giọng ông ta oang oang đầy phấn khởi. Tôi nhìn xuống bên dưới, hàng trăm con người khác cũng đang chờ tới lượt, máy ảnh nháy đèn khắp nơi. Khoác lên mình bộ áo tốt nghiệp màu đỏ sậm và đội cái nón với núm tua vài trên đầu. Tôi cảm giác mình như một kẻ ngớ ngẩn. Cha ở giữa đám đông, quần áo lịch sự chỉnh tề như mọi khi, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc ngồi cạnh ông là mẹ bà đang quay phim lại bằng cái điện thoại thông minh mới mua tháng trước bạn gái tôi cũng ở dưới cách xa cha mẹ nàng vẫy tay với tôi một cách vui vẻ khuôn mặt bừng sáng bài phát biểu kết thúc ai đó đến rúi vào tay tôi một tờ giấy được cuộn lại và thắt bằng một cái nơ lụa màu vàng nhạc nổi lên hoa giấy được bắn ra phía dưới vang lên những chàng vỗ tay ầm ảo như sóng vỗ. Tôi thấy ngây ngất và choáng váng. Không phải niềm vui, chỉ là cảm giác trống rỗng. Ngước nhìn lên cao, từ đây có thể thấy được cửa sổ của văn phòng hiệu phó. Ông ta hẳn đang ở đó, luôn luôn là vậy. Áo sơ mi cà vạt đỏ, ấp trong hơi máy lạnh. Làn da như bị phủ thủng nhợt nhạt, cái đầu hói láng bóng thân hình phì nộn, nói những câu vô nghĩa như một cỗ máy. Hít một hơi, tôi nhắm mắt lại. Gió đang thổi trên đầu ảo ạt. Một quãng trời xanh cao đến mức không thể nào với tới. Không còn những ngày lang thang nữa. Giờ hành trình nào cũng phải có đích đến. Cái vô định thì đầy bất ổn. Tôi, tôi phải ổn định, ổn định mãi mãi đó là điều bình thường. Con voi đốt cái vòi vào một buổi sáng cuối tuần. Nó nghĩ gì vậy? Không ai biết cả. Đó mãi mãi là bí ẩn sau cùng, bí ẩn tối hậu. Sáu tháng đã trôi qua, sở thú đã có một con voi mới. Tất cả đã lãng quên cái chết ấy. Không anh nhắc tới nữa, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ thật ngu ngốc ba thế hệ sống trong sở thú. Là một sinh viên mới vừa tốt nghiệp, em có cảm nghĩ gì không? Tôi giật mình mở mắt, ai đó đang rối cái micro vào miệng mình. Ngơ ngác nhìn những người bên dưới, tôi không hiểu họ đang chờ đợi gì ở mình. Cha tôi hơi chau mày, ông tỏ rõ vẻ khó chịu trên khuôn mặt. Tôi tôi không phải là con voi tôi thì thầm yếu ớt sao gã dẫn chương trình hỏi lại em nói gì không không có gì tôi mỉm cười với gã rồi bước xuống tôi không phải con voi thật đáng buồn nhưng tôi còn chẳng có một cái vòi để Ngọng đọc, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa truyền tới các bạn chuyện ngắn Con voi nuốt cái vòi tự tử của tác giả Đỗ Quang Vinh. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, chuyện ngắn được tác giả viết chắc tay, tiết chế và có ý đồ rõ ràng. Điều thú vị là ngoài cái giọng lạ thì tác giả đã khéo léo truyền tải một thông điệp ngầm trong đó. Và cái thông điệp ấy ẩn ngay trong nhan đề chuyện ngắn một hình ảnh ám ảnh con voi nuốt cái vòi tự tử tác giả đã dựng nên thế giới ý niệm biểu trưng cho góc khuất nội tâm của con người trong xã hội hiện đại tuy xuất hiện ít nhưng nhân vật ông hiệu phó được khắc họa khá rõ nét ông hiệu phó lúc nào cũng mặc sơ mi dài tay màu trắng và thắt cà vạt đỏ luôn ở trong phòng làm việc tựa một sự sắp đặt không thể thay thế hay dịch chuyển cứ như người đàn ông này được cố định mãi ở vị trí này trong bộ quần áo ấy ông ta không muốn và cũng không thể ra khỏi chỗ ngồi của mình vẻ như ông ta luôn cảm thấy không hòa nhập được với đời sống với cộng đồng tự xây nên một tòa kén trầm lặng của riêng mình trái với nhân vật ông hiệu phó tự cô lập bản thân với ốc đảo cô đơn thì nhân vật kể chuyện xưng tôi lại muốn hòa nhập với thế giới thực tìm niềm vui sống ở mọi lúc mọi nơi mọi sự việc lựa chọn của hai nhân vật thể hiện sự đấu tranh giằng co bên trong mỗi con người với chính bản ngã của mình hình ảnh con voi bị nhốt trong chuồng thật nhàm chán con người cho ăn lúc nào thì ăn và coi nó như món đồ trang sức để chụp ảnh gợi liên tưởng đến hình ảnh ông hiệu phó lúc nào cũng ăn mặc đóng hộp và ngồi lì một chỗ không suy chuyển con voi chết âu oh, đó cũng là cách để nó tự giải thoát khỏi sự giam cầm tù túng khỏi sự nhàm chán suốt ngày diễn đi diễn lại một cảnh suốt ngày chịu sự sắp đặt điều khiển chi phối của con người loài vật dám làm và đã làm được điều đó còn con người liệu có dám làm không chắc sẽ khó nhân vật tôi dù có lúc cũng muốn thoát khỏi sự sắp đặt của gia đình sự đơn điệu của tình yêu sự nhàm chán của cuộc sống nhưng cũng không dễ dàng gì tôi không phải con voi thật đáng buồn nhưng tôi còn chẳng có một cái vòi để nuốt. Câu nói của chàng trai tuổi đôi mươi đang căng tràn sức sống ở phần kết chuyện như thể hiện sự bất lực của anh ta trước sự vượt thoát, dũng cảm, thoát khỏi cái vỏ an toàn. Với con voi nuốt cái vòi tự tử, cây bút trẻ Đỗ Quang Vinh đã mang đến những giây phút suy tư hồi hộp, đồng thời chất chứa những cảm nhận tâm tư thầm kín về cuộc đời, về con người trong xã hội hôm nay. quý vị và các bạn thân mến phong tục tập quán đều mang tính lịch sử tính dân tộc và tính vùng miền thể hiện đặc trưng nơi con người sinh sống hồn quê nếp nhà những thói quen sinh hoạt gắn bó với con người từ nhỏ có ý nghĩa quan trọng với cuộc đời mỗi chúng ta trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay các bạn cùng nghe chuyện ngắn vía của rừng của tác giả Cầm Thị Đào qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Khi bay về đến nhà thì trời đã nhập nhoạng tối. Cổng mế đã mở sẵn gọi là cổng, nhưng cũng chỉ là hai tấm gỗ cũ được viết vào. Mỗi lần trở về, bài thường sờ soạng rất lâu trên đó để tìm những dòng chữ li ti, ngày nhỏ khắc lên. Mỗi dòng chữ là một dấu ấn, có khi hân hoan, có khi đau xót. Nhưng hôm nay tối quá, bài lướt qua rất nhanh rồi vào nhà. Bài đã leo không biết bao nhiêu bậc, bao nhiêu loại cầu thang trong cuộc đời mình, nhưng cô vẫn không ngừng thổn thức. Mỗi khi đặt chân trần trên từng bậc thang gỗ ngôi nhà mế. Các cô chú khuyên mế phá nhà sàn đi để làm nhà máy bằng giống như những nhà khác trong bản, nhưng mế kiên quyết không. Mế bảo với pai, sau này mế chết, con muốn làm gì cũng được, còn ngôi nhà này bố con dựng lên. Những cây gỗ pơ mu bố đi tìm tận rừng sâu, bao nhiêu năm cột kèo vẫn vàng lên thơm ống ả. Mế quen nhà sàn gỗ rồi, không người nhà xi măng được đâu. Thật ra ba hiểu, thứ mế giữ là những hồi ức đẹp đẽ về bố. Những ngày hè nóng quá, tai cầu nhau với mế, bảo xây nhà, lắp điều hòa cho mà ngủ thì không nghe, nhà sàn xung quanh toàn gỗ muốn lắp cũng khó. Mế cười cười, có mà lắp cho mày ngủ ấy, mế cần gì? ở miền biên giới này tối đến chỉ sương và sương đêm hè vẫn cảm thấy lạnh có chăng nóng chút lúc trưa thôi mà nóng của miền núi còn mát chán xung quanh bao nhiêu là cây cối gió thổi rười rượi Tai im lặng không cự lại nữa cô thương mế nhưng hiểu lòng mế người như mế chỉ sợ phải sống khác đi những gì mình từng sống thôi không biết mế đi đâu. Gian nhà giữa chỉ thấy bếp lửa bập bùng, nước sôi phụt ra đầu vòi ấm, bụi cho vờn trên lửa hồng. Bài trông thấy gấp cá nướng bội thụp xuống, cầm dơ lên chiếc bóng điện. Nó đã cháy hẳn một mặt. Làm gì có ai nướng cá như mế? Bài nhớ ngày trước đi quang trài, bố nhóm một đống lửa bên bờ sông cho bài ngồi nướng cá đợi. Bố lấy thanh nứa tươi còn mắt, chia làm ba nan, gài cá vào, khóa gấp cá trên cùng. Bố bảo nướng cá không vội được đâu, phải đốt củi một lúc sau khi than hồng mới bắt đầu. Đặt gấp cá cũng phải rất xa lửa cho cá xe lại từ từ. Người thiếu kiên nhẫn không bao giờ nướng cá ngon được vì họ thường cho than quá hồng, lửa quá gần cá bên ngoài thì khô cứng thậm chí là cháy đen mà bên trong thì vẫn còn sống. rồi bố đọc câu tục ngữ thái cò phí mí đèn hạng tả trằng uồn, có nghĩa là than có hồng thì đuôi cá mới cong. những đêm sương răng mịt mù bóng bố lúc ẩn lúc hiện lẫn vào đám vầu đám nứa xà sát mặt sông. Pai vừa nhấm nháp miếng cá nướng nóng hổi, vừa lắng nghe những thanh âm xung quanh. Tiếng ếch nhái ộp ọp xa xa, tiếng cá nhảy quanh mình, cả tiếng mũi ong ong trong bóng tối. Bây giờ, người ta ăn đồ nướng nhiều, Pai đi các nhà hàng, mỗi lần ăn món nướng đều nhớ bố khôn xiết. Chẳng cần mất hàng tiếng đồng hồ để đổ chín như cách nướng của bố. Chỉ cần một phút sau, mọi thứ trên bếp đã xèo xèo mỡ, thơm lựng các loại gia vị ướp tẩm. Nhưng Pai biết rằng, trong ý nghĩ của bố, gắp cá là nếp sống truyền đời của ông cha mình. Có tiếng lục cục dưới sàn, làm đứt mạch suy nghĩ của Pai. Mế ơi! Pai à! Xuống đây bắt gà với mế! Dì peo sang chơi. Ngày mai mẹ cầm vía cho Pai dì sang xem cần giúp gì không. Người Thái có phong tục cầm vía, thường gắn với những nghi lễ như chào đời, cưới hỏi, mai chay, những lúc ốm đau hay đi xa về. Bài sống ở Hà Nội gần chục năm nay, nhưng cứ đến lễ mừng cơm mới của người Thái lại sắp xếp để về. Lần nào về, mế cũng cầm vía cho cô. Bài bảo, vía con ở rừng, mẹ không cần cúng bái lễ lạt quanh năm thế. Nhưng mế bảo, nhỡ đâu có đứa nào bắt mất vía con gái mẹ thì sao làm gì có ai bắt được vía con mế biết thừa con cao số mà dì peo đem sang cho chai rượu vừa cất xong nhà pai toàn đàn bà không có ai uống rượu mế chỉ thỉnh thoảng làm một chén cho ấm người nhưng trên mâm cơm cúng ngày mai thì phải có rượu dì nấu rượu rất ngon và uống rượu cũng rất cử dì tưởng hôm nay có cháu rể tương lai về cùng hôm qua nghe mẹ bảo vậy mà tai gượng cười anh ấy có việc bận đột xuất gì ạ à? tài leo chết thật thỉnh thoảng về nhà tai vẫn nói chuyện kiểu thế với dì nửa kinh nửa thái có thể ngay lập tức chuyển từ ngôn ngữ nọ sang ngôn ngữ kia ba người đàn bà hai già một trẻ ngồi trụng quanh bếp lửa. Bài quẳng vào đám do vài củ khoai, ù ở đấy, sáng mai kiểu gì chả được món nướng thượng hạng. Ở thành phố có khoai nướng, nhưng là thứ khoai giả nướng thì đúng hơn. Người ta luộc sẵn rồi, gác lên trên vỉa than cho nóng. Mấy ngồi nói những chuyện xa xôi, cách thời còn rất trẻ. Tao với cả bố cái pai, chơi với nhau từ thời tồng ngồng. Hai đứa trèo đèo lội suối cả ngày, năm 17 tuổi, một hôm, tao đang ngồi trên bờ, ông ấy tắm dưới suối, không biết có phải ma rừng ma suối nó xui không? Ông nói vọng lên bờ giọng nghiêm túc. Mày có lấy tao không? Tao lườm lườm. Rồi về, ông ấy bảo với bà nội cái pai là, mế, mế gói bánh trưng cho con đi hỏi cái la. Bà nội ngẫm nghĩ một lúc, rồi ừ một câu, như thể việc đó bà đã biết trước rồi và nằm trong dự liệu của bà rồi. Thế là đám cưới diễn ra, trắng phải bắt vợ, trắng phải ở rể. Pai bỗng dưng thấy nhớ Việt. Giờ này, hẳn là Việt đang trong cuộc nhậu. Hồi chiều Việt định về cùng Pai, nhưng lại có cuộc họp, sau đó phải tiếp đối tác. Việt bảo Pai ở lại tiếp rượu cùng anh, mai hãng về, nhưng cô không nỡ để mẹ đợi. Với cả sáng mai mới về thì muộn quá, lỡ mất buổi sáng. Bình thường, Pai luôn có mặt trong những bữa tiệc rượu đó. Pai cao, trắng, đôi mắt bồ câu rất đẹp. Cô ít cười, nhưng hễ cười là khiến người khác sao xuyến. Mỗi lần tiếp khách, Pai phải uống khá nhiều, dù cô tử lượng kém. Cứ uống vài chén, lại phải vào nhà vệ sinh. Lúc đầu vì công việc, Pai cố gắng hòa nhập với mọi người. Về sau, Pai bắt đầu thấy khó chịu Đàn ông trên bông rượu có rất nhiều hạng người, có người tế nhị tôn trọng phụ nữ, không ép rượu bao giờ. Lại có người bai không chối được. Dần già, cô không thích những tiệc tùng giao lưu nữa. Bai cảm thấy khi rượu vào lời nói thường khó nghe, có khi xuồng xã quá. Có lần đối tác ép bai uống rượu, bai đã hơi chuyến choáng. Việc thế thế định uống hộ nhưng người đàn ông kia tỏ ý rằng Pai coi thường. bài đành dốc cạn chén, rồi say. Sau hôm đó, Pai nằm bẹp mấy ngày và kinh diệu. Nhiều khi Pai tủi thân nghĩ, sao Việt lại để Pai xuất hiện trong những bữa tiệc như thế là vì Pai đẹp. Đi bên cạnh Việt sẽ rất xứng lứa vừa đôi. Hay vì trong lòng Việt, Pai cũng chỉ như là món đồ trang sức đắt tiền. Cho đến chiều hôm nay, khi Pai kiên quyết về nhà, Việt tỏ ý không hài lòng. Pai chợt hiểu. Lúc mới yêu, Việt cầm tay Pai thắc mắc. Em đeo dây gì ở tay vậy? Vía của em đấy, giống như là linh hồn của người kinh. Cái này mà đứt ý là em phật. Pai lấy tay ra giống ngang cổ. Thật đã. Pai cười phá lên. Việt tặng Pai một chiếc lắc bằng vàng ý. Sao em không đeo? Không thích à? Em thích. Sau này sẽ đeo. Thôi, bỏ cái dây chỉ kia đi. Tộc lắm. Pai thôi cười. Cái cảm giác mình là một cô tộc trong mắt người yêu dấy lên không biết bao nhiêu lần trong suy nghĩ của Pai. Pai không phát âm được thanh ngã. Nó chuyển thành thanh sắc khi nghe thấy Pai gọi bạn mình là Nghĩa, có nghĩa là Nghĩa, Việt hơi cau mày. Việt bảo Pai sửa, ở thủ đô không ai đọc vậy. Pai có thể ăn mặc như là một cô gái thành phố sành điệu để làm Việt hài lòng và kiêu hãnh trước bạn bè. Nhưng có những thứ là hồn cốt không thể bỏ được, chẳng hạn như là cái dây vía kỳ dị này. Nó không đẹp, chỉ là hai lọn chỉ trắng và đen bện vào với nhau trong con mắt của kẻ xa lạ, nó hoàn toàn là vô giá trị. Có lần đi gặp đối tác, Việt nắm tay Pai, cố ý kéo tay áo xuống qua mắt cá để che đi sợi dây vía. Cổ tay thon trắng của Pai nếu đeo chiếc lắc có gắn hai trái tim bé bé xinh xinh thì thực sự là một kỳ quan. Pai hiểu điều Việt muốn. Trừ cái dây vía bé xíu trên cổ tay, Pai đã bị kinh hóa hoàn toàn bộ váy áo dân tộc treo trong tủ hơn chục năm nay chưa từng mặc lại. Có sự kiện gì, Pai luôn phải mặc áo dài. Chị Trừng Phong bảo áo dài là đẹp nhất. Đôi khi, Pai cảm thấy bức bối đến nghẹt thở. Cô như là một đóa hoa rừng lạc vào giữa thị thành. Không biết bao lần nhìn những cánh đào rừng được trở về suối ăn Tết, lẫn vào muôn loại đảo khác, Pai lại nghĩ đến mình. Ừ, mình cũng là kẻ lạc loài. Hoa mua hoa sim phải nở tím nở hồng trên những sườn đồi, giữa những thung sâu, bên những dòng suối văn vắt trong, chứ không phải được trồng làm cảnh trên chung cư cao tầng, quanh năm cớm nắng. Mình đã bị văng ra khỏi những truyền thống, ngay cả tiếng mẹ đẻ, cũng không biết nói với ai ở chốn này. Những món đồ đắt tiền việt tặng, cuộc sống hào nhoáng xô bồ này, đến một lúc nào đó sẽ khiến mình mệt mỏi và trống rỗng. Chỉ có mế, đám cỏ mật ven đường, những bụi lau sậy hoang dại mới khiến tim mình nhẹ nhõm. Hôm hai đứa đi chơi đại lại về, Việt Bảo vào nhà anh nhé. Nhưng Pai chưa sẵn sàng. Thật ra không phải vì Pai không đủ tự tin, cô biết có thể hai người sẽ chẳng đi đến đâu, thế thì gặp người lớn làm gì? nhà Việt ở Hà Nội có điều kiện hai người cùng trường đại học. Khi Pai vào trường thì Việt đang học năm cuối, Pai ra trường về làm luôn cho công ty của Việt. Pai không có gì phải nghĩ ngợi khi yêu Việt, nhưng lấy nhau thì còn quá nhiều vấn đề. Mỗi khi nghĩ đến việc có thể sẽ phải chia tay Việt, trái tim Pai thắt lại. Nếu biết sẽ chẳng đi đến đâu sau mày lại lao đầu vào? Pai vẫn tự hỏi như thế. Hồi nhỏ, Pai cùng lũ bạn vào rừng lấy củi. Bố dặn về sớm vì trời mùa đông nhanh tối và lạnh. Pai vâng vâng dạ dạ. Lũ nhỏ theo đường mòn, trèo lên những quả đồi, nhanh chóng sang sườn dốc bên kia. Chỗ quen thuộc những cây củi to đẹp đã hết. Đám cây rừng vừa bị chặt xuống còn chờ cho khô. Mấy đứa rủ nhau đi xa hơn, sang quả núi mới. Bài lưỡng lự, lưỡ. núi đấy có ma đấy. Bà nội bảo vậy và dặn tay đừng có tới đó. Lũ nhỏ nhìn tay cười cười, sợ ma à? Sợ thì ở đây nhặt cành nhỏ, không có củi to đâu. Pai thầm nghĩ, thì đi, còn chúng nó nữa mà. Đám trẻ vạch rừng đi sâu vào núi. Khu rừng này nhìn bên ngoài tưởng là đất, nhưng kỳ thực cây cối mọc trên dãy núi đá vôi, dãy cây bám chặt, đâm sâu vào kẽ đá. Củi ở đây cháy rất đượm vì cây cứng cáp, than đỏ au. Người thái có câu nói, chọn vợ, hãy nhìn đống củi. Niềm kiêu hãnh muốn có được gánh củi đẹp đã thôi thúc tai. Đám trẻ sung sướng vì phát hiện ra một thánh địa mới. Mải bê kiếm củi, cả lũ không để ý mặt trời đã lặn đến lúc thấy tối xâm sẩm liền vội vàng gọi nhau về. Pai khuất rất sâu trong bụi. Lúc quay ra chỗ để củi, đã không thấy các bạn đâu nữa. Cô hốt hoảng gọi, đáp lại chỉ có âm vang thăm thầm của rừng. Pai bắt đầu sợ. Đêm xuống rất nhanh. Trăng thượng tuần bé như lưỡi dao quắm của bố. Vệt sáng mờ ảo treo trên bầu trời pai quẳng đống củi hái cả buổi chiều bắt đầu tìm đường ra vừa chạy vừa gọi các bạn nhưng không thấy có tiếng trả lời pai bắt đầu sợ bà ơi mế ơi bố ơi cô ngã rúi rụi lúc bò lúc trượt pai vấp liên tục nhưng con đường vừa phát hiện ra khi nãy hình như đã bị ma rừng giấu mất rồi Cô lầm nhẩm khấn câu thần chú mà lũ trẻ thường truyền nhau khi tìm đồ. Phỉ ới phỉ nhá son, lắp má cú hoa cày đàm cày đòn hơ ký. Ma rừng ơi, ma đừng giấu, tôi đến tao thịt gà đen gà trắng cho ăn. Pai cứ đi như là người mộng du. Có tiếng tù và vang lên xa xa, Pai mừng quính. Hẳn là bố và người làng đang đi tìm Pai cô lao về phía âm thanh. Đây rồi, con đường mòn dẫn lối về bản đây rồi. Bài dồn toàn bộ sức lực để chạy. Vấp, ngã, chạy. Pai chạy về đến cổng nhà bà trước. Cô gào khóc nức nở mế ơi. Bà nội đang lầm bầm khấn vái gì trong miệng. Trông thế Pai liền bội vàng ôm chầm lấy cô. Bà đọc to ba lần như xua tà đuổi ma. Gọi hồn vía bai về, hú uh, bằn mứa dao hỡi vía hãy về nhà bà nhìn đứa cháu gái xót xa ỉ đu lăm ne thương quá con ơi chân tay pai xước sát không biết bao nhiêu mà kể còn có vài con đỉa to đùng hút no máu bà bắt ra dưới chân pai bà sai chú ót sang nhà pai bảo là cô đã về Đêm ấy, bà cứ ôm Pai không rời. Sáng hôm sau, Pai mở mắt. Tiếng khóc di dị khắp nhà. Ông nội chú thím hễ nhìn thấy Pai là khóc. ỉ đu lâm ne. Pai ngồi nhỏm dậy. Các chú các bác trong bàn thắt dao ngang lưng chuẩn bị vào rừng. Trên đầu một số người đã chít khăn tang. Ai chết vậy hả bà? Pai ngơ ngác hỏi linh tính có việc chẳng lành pai chạy thẳng một mạch từ nhà bà về nhà mình người ra vào liên tục dì peo trông thấy pai liền chạy tới hai mắt dì đỏ hoe pai giật tay dì ra rồi chạy vào nhà bố pai nằm trên giường không một tiếng thở mế ngồi gục bên cạnh khi mế ngửa mặt lên khuôn mặt méo xệ của mế thảm thương hơn bao giờ hết giọng mế khản đặc con ơi, bố mất rồi. Bài gào lên, tiếng cô vọng đến tận ngọn núi bên kia. Bài thức giấc vì một khe sáng lọt giữa hai tấm gỗ pơ mu. Mê đã dậy từ bao giờ? Mùi nếp lửng lơ. Đây hẳn là nếp nương lào trong bụng mùa mới. Mế chắc đã sang tận sầm tớ để mua. Pai nghiêng người lấy điện thoại mới hơn 6 giờ, mạng mẽo biên giới lúc có lúc không. Sự tĩnh lặng bao trùm không gian, tay nằm trên chiếc nệm thổ cẩm, xung quanh cô toàn những hoa văn hình khối. Gối, chăn, đệm, đan bệ những sợi chỉ xanh đỏ được theo tinh xảo và tỉ mỉ. Thời gian ngưng động, không bị thôi thúc bởi những công việc tới hạn, sự ô nhiễm âm thanh và tiếng ồn một cảm giác thanh sạch xâm lấn qua đường khí quản, chạy dọc các mau mạch. Pai ngồi dậy, ngó qua cửa sổ. Cây hoa màu gà đỏ ao một góc sân. Một đám gà con lông vàng óng mượt chiêm chiếp quanh chân mái mẹ. Nền sân bằng gạch đỏ còn vương vãi những hạt đấm li ti. Vài cây cỏ dại mọc chen trúc giữa những viên gạch vỡ. Khung cảnh thanh bình quen thuộc, nhưng trước đây, Pai chẳng mấy để tâm. Dì Peo đang ngồi trên chiếc ghế mây giữa sân bệnh chỉ. Một đám sợi đen và trắng lăn đi lăn lại trên bắp chân chắc nịch của dì, rồi quyện vào nhau thành một. Đó là dây vía, dùng để buộc ở cổ và cổ tay. Cái việc nhìn rất nhàn hạ ấy, ngay cả pai làm thử cũng thấy lóng ngóng. Các sợi đay sợi chỉ bị tãi ra, lăn mãi vẫn không bệnh vào nhau được. Đời con pai, cháu pai, có lẽ sẽ chẳng còn ý niệm gì về nó nữa. Có những thứ sẽ phải mất đi để nhường chỗ cho những điều thiết thực và tiện nghi hơn. Nghĩ vậy, Pai lại mênh mang buồn. Chiếc lắc bằng vàng ý vẫn trong túi sách, hai trái tim bé bé xinh xinh. Mế đã đi mời thầy cúng đến, thầy đội chiếc mũ nồi vải trên đầu, vai đeo túi thổ cẩm, bộ quần áo màu tràm đã cũ những người như thầy đang hiếm dần đi ở cái bản heo hút xương răng này. Lớp trẻ không ai học làm thầy mo thầy cúng nữa, chúng đã đi khắp các phương trời mưu sinh, giống như pai vậy. Người trung tuổi nửa háo hức nửa hờ hững với cái mới, nhưng rõ ràng là nhà xi măng, điện tivi, mạng đã đẩy vía rừng vào sâu thẳm trong khe núi và kết tủa trong máu của những người dân nơi đây thỉnh thoảng mới lại trồi lên. Pai sắp đổ lên mâm cơm cúng, sôi nếp gà luộc một chai rượu, trầu cau những sợi chỉ vía mà dì peo vừa bện xong hồi nãy. Thầy bắt đầu nghi lễ bằng cách đọc to câu nói quen thuộc. Tiếng thầy khi trầm khi bồng, vượt ra khỏi mái tranh ải mục, bay lên, bay lên. Lễ cúng đã xong, cả nhà ngồi quay quanh mâm cơm cúng, lần lượt từng người bay chúc những điều tốt đẹp những dây vía ở cổ tay pai dày lên, dây cũ dây mới xen lẫn. Nắng đã bắt đầu trải thảm vàng trên những tán cây. Nắng mùa đông không đủ xua đi cái lạnh. Nó chỉ khiến con người ta thật muốn bên nhau. Bên sân phơi trái nhà, mế bắt đầu vắt lên bao nhiêu váy áo thổ cẩm. Những khối hình xanh đỏ tím vàng xốn sang trong ánh nắng. Có những chiếc váy mới tinh, mế chưa mặc bao giờ. Bảo, để làm của hồi môn cho con gái. Hẳn mế đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Rừng xanh thăm thẳm trước mặt, mỗi lần nhìn ngọn núi phía xa xa, Pai đều tự hỏi không biết bố đang ở chốn nào. Trên một nhánh cây, một phiến đá, một đọt măng hay âm thầm như mặt nước ngầm dỉ ra từng ngày thứ nước nguồn trong vắt pai vẫn uống thứ nước ấy để lớn lên mỗi ngày. Bố đã mất tối hôm vào rừng tìm tai. Dù đuốc rất to và sáng, nhưng tai hốt hoảng không nhìn thấy. Khi bố trèo lên một cây cao để tai có thể nhìn thấy ngọn lửa và nghe được tiếng tù và rõ hơn thì chẳng may tuột tay rơi xuống. Bố bị dập toàn bộ lồng ngực vì đá núi thỉnh thoảng tai vẫn mơ thấy bố có khi là bóng dáng bố đứng dưới gầm sàn nhặt lưới mỗi lần đi thả lưới về bao nhiêu cá lớn cá bé vẫn còn mắc ở đấy tai thường ra cùng bố gỡ những hôm không thả lưới bố lại đi chài chiếc chài được bố treo lên mái tranh bằng cây xào dài những vòng thép len keng quặc nối tiếp nhau ở dưới nhà không có con trai nên tai hay lẽo đẽo theo bố bố vác chài bên vai phải tay trái dắt tai đằng sau đeo chiếc giỏ có nắp đậy kín hai bố con lầm lụi trên con đường mòn dẫn ra bến sông hoa cỏ may xâm đầy ống quần rồi tai sẽ lại ngồi cả buổi chiều để gỡ có hôm tai mơ thấy bố ngồi ở bậu cửa bóng lưng đổ về phía tai con định bỏ đất này mà đi à? Không được con ơi! Mai giật mình, vội sờ xuống cổ tay, dây vía vẫn còn. Sợi dây của Pai thân thương mảnh khảnh, khác với của các bà các mế ở bản, vì cầm vía nhiều lần, nó đã to bằng sợi bấc. Có lần, Việt đã định cầm kéo, cắt đi. Mùa cơm mới năm nay, dù xương trắng mới lãng đãng trên mái tranh vẫn còn lẫn vào khói bếp nhưng biên giới hình như bút lạnh hơn nghe chuyện ngắn Vía của rừng của tác giả Cầm Thị Đào. Chuyện ngắn là lời tâm sự về hạnh phúc đôi lứa cũng như tình cảm gia đình của cô gái trẻ người dân tộc Thái. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, cô gái người dân tộc Thái tên là Pai sinh ra từ núi rừng, lớn lên trong xương khói của bản làng. Nên khi trưởng thành, đã ra thành phố sống. Nhưng cô vẫn không quên được quê nhà của mình. Mối quan hệ tình cảm với Việt, cuộc sống hào nhoáng nơi thành thị, khiến ngoại hình pai có thay đổi. Nhưng cô vẫn không quên những nếp sống xưa cũ. Dù đã sống cuộc sống hiện đại nơi thành phố, nhưng Pai vẫn còn nhớ mùi thơm của căn nhà gỗ pơ mu mà bố gây dựng. Nhớ mùi cá nướng, mùi khoai nướng thủa nhỏ, nhớ kỷ niệm cùng gia đình bè bạn. Quan trọng hơn, Pai không bỏ đi cái vía đeo ở cổ tay mình, sợi dây gắn kết cô với cội nguồn. Tình cảm của cô và Việt chấm dứt. Pai thoáng buồn nhưng không thất vọng vì cô biết vị trí của mình trong mắt Việt như thế nào. Pai chia tay mối tình thoáng qua để trở về với mái nhà ấm êm, với không gian sống hòa quyện hồn cốt của mình. Pai là nhân vật chính cũng là người kể câu chuyện về cuộc đời mình. Chuyện ngắn, không có biến cố lớn ngoài cái chết của người cha của Pai không có mâu thuẫn mà chỉ là cảm xúc là tâm tình buồn vui của người phụ nữ. Qua câu chuyện của Pai, người đọc, người nghe cảm nhận được giá trị của văn hóa của bản sắc vùng miền. Những điều bình dị như ngôi nhà, món ăn dân dã, trò chơi thôn quê, phong tục tập quán tạo nên sự gắn kết con người với quê hương. Nhiều chi tiết trong chuyện như kỷ niệm với cha những món ăn thói quen học từ cha mẹ của cô gái Pai được đưa vào tự nhiên mà đầy tình cảm ấm áp. Chuyện ngắn đưa người đọc người nghe tới không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Thái phía bắc nước ta. Sinh ra và lớn lên từ núi rừng, cái vía của rừng gắn bó với tâm hồn của Pai cũng như mỗi người dân tộc Thái rời xa những xô bồ cám dỗ trốn thị thành, bay trở về sống trong bầu không khí yên bình nơi làng quê. Chuyện ngắn khiến chúng ta có nhiều suy ngẫm về giá trị đích thực của cuộc đời, cũng như hiểu hơn về cuộc sống đậm đà bản sắc dân tộc nơi vùng cao.